Cửa hàng Đông Cơ Hải Trà Tân xin kính chào tất cả quý khách hàng đến từ cửa hàng thôn 1 Trà Tân Đức Linh Bình Thuận, số điện thoại 0932871994. Bên em xếp hàng bên em chuyên bán tất cả các loại máy cưa và ship hàng toàn quốc tới tận nhà nhé. Nhận hàng, kiểm tra hàng đúng hàng như bên em quảng cáo hay thanh toán nha mọi người. Thì hôm nay bên em sẽ lên cho mọi người lô máy cưa này, Hitachi này, Hu này, Makita này, đủ các loại cho mọi người nhé. Đó là những con này là bên em mới dọn hôm nay đấy, mới dọn vệ sinh hôm nay nhé. Đó, thì em sẽ test nổ cho mọi người tham khảo luôn. Đó, những cái mẫu máy bên em đang quảng cáo đây nhé. Đầu tiên đây là con Hitachi CS35 này. Con này là con tay dài nòng 37 ly nhé. Đó, có phanh xích 35cc. Đó, có bơm phụ này. Con này thì nặng đầy đủ lam xích như thế này khoảng 4kg nhé. Nhỏ gọn nhẹ nhàng, hàng Nhật Bản nhé. Hitachi CS35. Thì con này bên em bán với giá là 2 triệu bao ship tận nhà cho mọi người nhé. Đó. Rồi tiếp theo con Hu này. Đó là con Hu khổ. Con này cho anh em đi khai thác. Ui xa. Con này là cực khủng luôn nhá. Hu 181 81cc. Hàng này là chuyên cho anh em đi khai thác, làm theo máy dài 70. Đó. Làm dài 70 này. Phần cắt là con 60 này. Đó. 60. Đó. Tổng chiều dài làm là 70. Xích là xích đại, xích lớn bên em thay mới rồi nhé. Hu của Thụy Điển, bao chất rất là đẹp nhé. Con này là hàng khủng đi khai thác nên anh em lưu ý là vậy, nặng lắm. Con này em không, à đây có cái cần, cần thử thôi. Con này có cả xăng nhớt 9.2 nha. 9.2 là có một tí xăng nhớt trong đấy rồi. Con này thì bên em đang bán giá của nó là 5.5 triệu nha mọi người. Hu 181 nhé. Nếu còn đổ không? Mấy máy này là chiều rồi, thợ dọn hết rồi. Nặng lắm. Thật phải dứt khoát, công tắc, e công tắc. Đó. Con này chính ký mấy là mọi người biết rồi. 81cc. Nó là mạnh hơn cả Hu 372 nhé. Mạnh hơn 372 luôn. Mà hàng này bãi của Thụy Điển này. Hàng Thụy Điển này. Nguyên đi nhé. Dòng này là bao cho mọi người là rin tuyệt đối, nòng bạc bê tông zin, không có bung máy. Những hàng này là nhập là bên em phải kiểm tra kỹ, bên em mới dám lấy về. Tại nó thứ nhất là nó cao tiền, thứ hai là hàng lớn. Hàng lớn mà lỗi bên trong thì phiêu lắm. Về dài không được nên là bắt buộc phải kiểm tra chi tiết kỹ. Thế là mọi người cứ an tâm về chất lượng nhé. Con này thì giá 5.5 triệu nhé. 81cc. Úi dồi, nó to lắm. Con này thì bao nặng luôn. Đó, rồi tiếp theo đến con tay cụt Makita này. Tay cụt Makita Nhật Bản này. Đó. Đã ráp đầy đủ nam xích, dọn đồ ngon lành. Bao đẹp nha mọi người. Bao mới nha. Làm xích xịn xò nhá. Đó. Cực VIP luôn. Tay cụt Makita MEA333T có phanh xích, bơm xăng đây, để lâu thì mình bơm xăng kéo e gió lên, nổ một tiếng đẩy e vào. Con này thì nặng 3,5 cân nhá, 3,5 cân nòng 37 ly, 33cc. Cực chất luôn. Mọi người muốn mua tay cụt mà mạnh mà có trợ lực lớn thì làm con này xài cho sướng. Bao đẹp. Ngon lành cái đào hết nhé. Về là dùng ngay thôi. MEA333T này. Con này thì giá của nó bên em đang bán là 2 triệu nha mọi người. 2 triệu về là sử dụng ngay nhé. Rồi tiếp theo đến con Hitachi này. Hitachi CS35 tay cụt. Có xài áp này. Con này giật có xả áp nên cũng rất là nhẹ nhá. Nòng 37 ly. 33,4cc nhá. Đó, có bơm phụ này. Lam dài 40, xích 91, tăng xích trực tiếp tại lam nhá. Hàng tay cụt nhỏ gọn nhẹ nhàng. Bao ngon luôn, bao đẹp luôn. Đó.
này bên em đang bán với giá là 2 triệu nha mọi người. 2 triệu nha, Hitachi CS35 nhá. Đó, 2 triệu bao đẹp luôn. Bao mới luôn. Đó. Rất là mới, rất là đẹp. Đây cột điện mọi người nha. Khói quá chịu không nổi. Rồi, giới thiệu cho mọi người con 381 nhá. À, 381 mới sưu tầm được. Một con 381 khách đang dùng. Nha, rin nhá. Rin, hộp giật rin, nắm giật rin. Tay cầm rin. Đó, tất cả rin. Con này là xích em ráp xích mới, làm mới xích mới cho mọi người rồi nhá. Thì con này người ta đang dùng luôn này. Đó, em người ta em thâu lại của người ta được. Em kiểm tra ngon lành hết. Con này là tất cả máy móc biên này, cây gen này, lửa này, xăng này. Đó, là em kiểm tra rin tuyệt đối. Có cái nòng nòng trái này là của Ấn Độ. Còn đâu vỏ bên ngoài hay biên gen này nọ rin nhá. Con này chuẩn chất luôn. Bao ngon nha, mà em sẽ vệ sinh rửa sạch sẽ nha. Cực chất luôn, hàng 381 thì nắp xăng, nắp nhớt rin hết nha. Đó, anh em nhìn là biết rồi đấy. Bao ngon, bao rin cho mọi người nha. Con này giá đầy đủ làm xích như này là 6,5 triệu nha. 6,5 triệu nha mọi người. Đó, mọi người nào anh em liên hệ trực tiếp qua số điện thoại đặt hàng nha. 6,5 triệu 381 đẹp, con này còn rất là mới luôn này, rất là mới luôn nhá. Rồi đến con khói quá chịu không nổi rồi. Thôi, em sẽ quay thôi chứ không tắt mổ nha mọi người, tắt mổ nó chịu không nổi. Con Makita, yeah, đẹp long lanh luôn. 3035A mới keng xà beng, bao đẹp nha mọi người. Tay dài nhá. Lam 40, xích 91, à xích 25 nhá. Lam một chữ nguyên, con này đẹp như mới luôn đấy. Bao đẹp luôn, số seri máy này 004 896. Đó, bao đẹp luôn. Đó, mới căng xà bèn. Bougie, bougie. Giá con này bên em bán là 2 triệu. Đó, 3035 đẹp long lanh như mới luôn. Đó, con này nòng 37 ly nhá, nặng 4 kg nhá. Đó, đầy đủ bộ nha. Chung là nổ mà ok hết rồi, nhưng mà nó quá khói này. Đó, khói hết cái nhà em luôn rồi nên em không có test nổ nữa nhé. Rồi, con này là con E300 300AV. Đó, làm 40 luôn. Đó, còn rất là mới. Nói chung là nhìn mọi người nhìn là biết rồi đấy. Chi tiết như video em quảng cáo này. Đó, bao đẹp luôn, bao ngon luôn. Đó, con này có 2 con luôn. Đó, bao đẹp nhá. Hôm nay là bên em ráp làm xích đầy đủ hết rồi. Đó, con này Makita 33 giá 2 triệu này. Đó, cặp này thì em dọn sẵn, ráp đầy đủ làm xích. À, thì giá của nó là 2 triệu luôn. À, rồi hôm nay thì em nói chung là tính là quay lâu ấy, nhưng mà nó nổ khói quá em chịu không nổi nữa nên em chỉ giới thiệu chơi cho mọi người nhé. Nhưng mà cái quan trọng nhất là trong ngày hôm nay là con này cực chất nhá, cực chất 81cc, lam 70, phần cắt 60, u 5,5 triệu. Còn con Estin 381 này là 6,5 triệu nhá. Ok, anh em kết con nào thì gọi trực tiếp qua số điện thoại đặt hàng của nó nhá. Đó là có 2 con mà em cần giới thiệu trong lô ngày hôm nay. Còn mấy con này thì em test nổ nhưng mà nó không nổ, khói quá em không test nữa. Nên là không muốn test nữa thì thôi. Đó, xin chào tất cả mọi người, hẹn mọi người đến clip tiếp theo nhá. Mọi người xem video nhớ chia sẻ video, ấn đăng ký kênh, like video ủng hộ cửa hàng em nhá. Khói xì ngầu luôn.